Này mình phải pha thêm nước, nước này. Lông của nó dài ghê. Mọi này phải 3 tháng, 4 tháng mới bự này không mày? Ô, con này nuôi cả năm nay rồi. Ui, lẩu lớn lắm. Thiệp. Nuôi cực lắm. À, nuôi hàng này cực. Ăn cắm xay với đây rau không có gì đâu. Bởi vậy lúc mình bán đâu bao nhiêu đâu. Không bao nhiêu đâu. Con này tính là nó bán ra thì 70 ngàn ký hơi, à 80 ngàn ký hơi đó. 80 ngàn ký hơi. 48 vàng 2, nó tính là được 3 hộ đúng không ạ? Mà nuôi cả năm trời, rau riết mình phải đi lấy. Nắm xong mà cầm con dao mà dao giống như là không cầm ấy. Kiểu nó nặng ấy chị, nó đang nặng ấy, cầm dao như hều. Nó khỏe thiệt mà nó hăng. Cái này xay xay lố mà bắt được. Ui, một mình không giờ làm ăn được đâu. Vậy mà chị bị bắt trộm con á. Ghê vậy. Đó trên á. Đặt xuống này ở mà chưa đem xuống được á. Chắc nó đập. Chắc nó đập chết rồi. Bắt trộm con. Con đồng này. Gắn mẹ camera rồi đó. Thì trước sau cũng phải gắn. Báo động hả? Nhà có mạng gắn tí.